Xin chào Đinh Thanh Trung. Trước tiên thì xin chúc mừng vì đã có một điểm trên sân khách và cũng là một cái điểm đầu tiên của mùa giải năm nay. Thế nhưng mà Trung có thể đánh giá về cái trận đấu và cái kết quả của trận đấu này như thế nào? Rõ ràng là trận đấu hôm nay Quảng Nam đã chơi một trận đấu rất là tốt, cả một hiệp một và thậm chí là đầu hiệp hai. Về cuối hiệp hai thì rõ ràng thiếu sự tập trung và rõ ràng đội đã để mất thể trận và để thua một bàn thắng mà cá nhân tôi cảm thấy là rất là đáng tiếc. So với trận đấu đầu tiên gặp Thành phố Hồ Chí Minh thì trong trận đấu ngày hôm nay thì điều mà Quảng Nam làm tốt nhất đó là gì ạ? Với trận đấu Thành phố Hồ Chí Minh thì đội đã rút được nhiều kinh nghiệm. Trận đấu này đội đã triển khai lối chơi khá là tốt và áp đặt được lối chơi. Trong cái bàn thua bị gỡ hòa thì cái tình huống đó là do lỗi của các hậu vệ hay là do đội bạn đã triển khai bóng tốt? Cá nhân tôi nghĩ đây là lỗi của cả một tập thể. Rõ ràng là đội đã bị chung xuống ở cuối hiệp 2 và để thua một bàn thắng là đấy là lỗi của cả một hệ thống toàn đội. Trong khi mà chuẩn bị cho cái vòng đấu thứ hai này thì đội cũng đã có rất nhiều ca chấn thương và cái tình hình chấn thương của các cầu thủ trong đội hiện tại như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào tới cái lối chơi cũng như là cái sự chuẩn bị của đội? Không chỉ là trận đấu thứ hai mà trận đấu đầu tiên cũng thế. Cả Quảng Nam đã gặp không ít may mắn bởi vì đầu mùa giải đã gặp rất là nhiều chấn thương, một số trụ cột bị chấn thương và rõ ràng nó ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội, sử dụng con người như nào. Huấn luyện viên Phú Quốc Việt đã chuẩn bị cả một giải, tuy nhiên nhiều cầu thủ chấn thương nó ảnh hưởng rất là lớn.